trong khi xảy ra thiên tai. Máy đun nước của bạn bên trong có chứa 30 đến 50 gallon nước, chính là một nguồn nước uống tuyệt vời. Để sử dụng nước, làm theo các bước quan trọng sau. Đầu tiên, tắt ga. Nếu máy đun nước của bạn sử dụng điện, tìm nguồn điện và ngắt cầu giao của máy. Sau đó, tìm van khóa của máy đun nước. Để đóng nước chảy vào cái nước, xoay van sang bên phải. Tìm van để xả nước trong két ở đáy máy đun nước. Có một chỗ để lắp vòi và van đóng, van mở. Nối vòi vào van. Vặn van sang trái để nước chảy. Khi đó, bạn có thể để nước chảy đầy bình chứa. Vặn van sang phải để khóa nước. Nên nhớ, máy đun nước của bạn chứa 30 đến 50 gallon nước và là nguồn nước uống an toàn trong khi xảy ra thiên tai.